chương một trong lịch sử tối cường phụ trợ hệ thống bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thẩm thiên lo lắng làm gì đây nhanh cho ta thêm tăng cường a một tên nam tử cầm kiếm vừa chống đối trước mắt hồng nhãn lan hình hung thú vừa cau mày quát lên mà một người khác dáng người xinh đẹp nữ tử cũng là một mặt thiếu kiên nhẫn thẩm thiên hàng này ngoại trừ soái thực sự là không còn gì khác lúc này phía sau một tên tướng mạo anh Tuấn, vóc người cao gầy thiếu niên trong nháy mắt từ đờ ra bên trong phục hồi tinh thần lại, vội và phất lên một đạo chói mắt ánh sáng, gia trị quá khứ. Hắn chính là Thẩm Thiên, ngày hôm qua mới vừa hồn xuyên qua hắn, đến hiện tại vẫn là một mặt choáng váng. Hắn đi đến, là tương tự với trái đất, cũng không biết so với trái đất nguy hiểm bao nhiêu lần lam tinh. Thế giới này, ở mấy trăm năm trước linh khí thức tỉnh sau khi, liền xuất hiện vô số dị không gian thứ nguyên. Vì trong thứ nguyên không gian sinh tồn các loại hung tàn mạnh mẽ dị tộc, chúng nó sâu sắc uy hiếp loài người sinh tồn. Cũng may, linh khí thức tỉnh cũng khiến nhân loại mang đến thay đổi. Nhân loại không chỉ có từ từng cái từng cái di tích bên trong tìm tới phương pháp tu luyện, hơn nữa một ít người tự thân còn phát sinh dị hóa. Nắm giữ khác hẳn với người thường năng lực đặc thù, mọi người xưng là dị năng. Nguyên nhân chính là như vậy. Loài người mới có thể nắm giữ cùng dị tộc đối kháng năng lực, đồng thời đại đa số thời gian đều có thể đem dị tộc áp chế ở dị không gian thứ nguyên bên trong, không dám tùy ý xâm lấn. Nhưng tình huống cũng không phải rất lạc quan. Mà Thẩm Thiên, tuy rằng cũng là tên dị năng giả, nhưng hắn thức tỉnh dị năng nhưng là đối lập yếu kém phụ trợ hình dị năng, đồng thời chỉ có thể cho tự thân hoặc người khác cung cấp 5% toàn bộ thuộc tính tăng cường đơn nghe tới còn giống như có thể tiếp thu. Có thể một cùng hắn phụ trợ hình dị năng giả lẫn nhau so sánh, nhưng nhược đến không được. Bởi vì bình thường tới nói, kém cỏi nhất phụ trợ hình dị năng giả, tăng cường tỷ lệ đều ở 10% trở lên, đạt đến 20, 30, cũng không phải số ít. Xem thẩm thiên thấp như vậy, trái lại rất hiếm thấy. Thẩm thiên ở giải tự thân tình huống sau khi, một lần cảm thấy được nhân sinh u ám. Dù sao, tại đây nguy hiểm như vậy cùng chú trọng thực lực trong thế giới, người yếu, không có bất kỳ lời nói nào quyền, thậm chí ngay cả tính mạng của chính mình, đều không thể khống chế. Giữa lúc thẩm thiên thở dài lúc, trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên một đạo vô cùng băng lạnh máy móc âm thanh, khen. Phù hợp điều kiện. Tối cường phụ trợ hệ thống kích hoạt. Trói chặt đã thành công, chi tiết mời xem giới thiệu bản điều khiển. Hệ thống. Thẩm thiên không khỏi sững sờ, lập tức mừng như điên ngày hôm qua mới vừa xuyên việc khi đến hắn cũng vẫn đang chờ mong hệ thống xuất hiện dù sao trong tiểu thuyết mỗi cái người xuyên việc tiêu phối đều là một loại nào đó hệ thống có thể hắn đã chờ một ngày cũng không thấy hệ thống xuất hiện hắn bản còn coi chính mình chính là cái kia vạn người chưa chắc có được một kẻ xui xẻo không nghĩ đến nên đến vẫn là đến rồi tiếp đó thẩm thiên ông kích động tâm kiểm tra lên giới thiệu bản điều khiển đến tối cường phụ trợ hệ thống. Chỉ cần ký chủ phụ trợ người khác làm thành chuyện nào đó, liền có thể thu được 5 lần công huân khen thưởng, như một mình hoàn thành, chỉ có thể thu được cơ sở công huân khen thưởng, công huân khen thưởng có thể vì ký chủ tăng cao thực lực. Xem xong giới thiệu bản điều khiển sau, thẩm thiên vẽ mặt quái lạ lên. Phụ trợ người khác Xem ra phụ trợ hình dị năng giả thân phận này, vẫn đúng là thoát khỏi không xong. Quên đi, phụ trợ liền phụ trợ đi, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, có thể khống chế cuộc đời của chính mình, làm phụ trợ có thể làm sao. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàn công giữ danh, ân, thật phù hợp khí chất của ta. Rất nhanh, thẩm thiên liền tiếp nhận rồi chuyện này. Lúc này, hệ thống âm thanh lại vang lên, chúc mừng ký chủ, phụ trợ đội hữu phùng cường đánh chết nhất giai hậu kỳ hung thú thị huyết lan, thu được 4 ít 5 lần, tổng cộng 20 điểm điểm cống hiến. Nghe vậy, thẩm thiên ánh mắt sáng lên, phùng cường chính là hắn vừa nãy triển khai phụ trợ dị năng đối tượng, cái kia kiếm nam. Ngạch, chính là nam tử cầm kiếm. Dị năng gia trì cho hắn sau, chiến tích của hắn, cũng có công lao của chính mình. Này không phải là trong truyền thuyết. Sược hộ công sao? Không cần chính mình ở phía trước liều mạng, có có thể được năm lần công huân khen thưởng, thẩm thiên đột nhiên cảm thấy, làm một người phụ trợ, thật giống cũng không là chuyện xấu gì sau khi nghĩ thông suốt thẩm thiên đột nhiên trở nên hưng phấn tiếp đó hệ thống âm thanh lại vang lên cân nhắc đến ký chủ thực lực quá yếu đặc biệt khen thưởng tân thủ gói quà lớn một phần có hay không mở ra phải ken chúc mừng ký chủ thu được dị năng bố trí lại hiệu quả ken chúc mừng ký chủ thiên phú tu luyện tăng lên đến đỉnh cấp ken chúc mừng ký chủ thu được bị động hình thiên phú kỹ một môn xin mời ký chủ tự mình kiểm tra chi tiết nghe xong thẩm thiên lập tức căn cứ giới thiệu bản điều khiển thảo luận hơi suy nghĩ trong đầu lập tức xuất hiện một cái vô cùng đơn giản tin tức giao diện ký chủ thẩm thiên thiên phú sss dị năng thuộc tính tăng cường trước mặt tăng cường hiệu quả một lần tu vi quẩn thể cảnh trung kỳ công huân. 20. Thiên phú kỹ. Hành vận chi quan, thu được công huân lúc, có tỷ lệ nhất định thu được hắn quý giá khen thưởng, không thể thăng cấp. Xem xong, thẩm thiên suýt chút nữa khu tay múa chân lên. Không chỉ có thiên phú tu luyện học theo trước cấp B, biến thành bây giờ cấp SSS. Hơn nữa nguyên bản dị năng cái kia 5% tăng cường, cũng rồng đã vượt qua 20 lần. Hệ thống thực sự là quá ra sức. Đặc biệt, còn khen thưởng một môn bị động hình thiên phú kỹ. Thế giới này, tu luyện giả năng lực tổng cộng chia làm vì là hai loại. Loại thứ nhất, thiên phú kỹ, cái gọi là thiên phú kỹ, chính là thông qua tự chủ lĩnh ngộ ra đến năng lực thiên phú, đại thể cùng tự thân dị năng có quan hệ. Mà một loại khác, chính là võ kỹ, võ kỹ có thể thông qua tu luyện công pháp cùng các loại ghi chép đến thu được. Như nắm hai người lẫn nhau so sánh, không nghi ngờ chút nào thiên phú kỷ uy lực đương nhiên càng mạnh hơn nói tóm lại hệ thống cái này tân thủ gói quà lớn khen thưởng thực sự là quá phong phú tương đương với đem thẩm thiên từ đầu tới đuôi cho một lần nữa cải tạo một lần lấy hắn bây giờ này tổng hợp thuộc tính đừng nói ở trạch hải bên trong tòa thành nhỏ này coi như ở toàn bộ thiên hải châu e sợ cũng là hàng đầu tồn tại chỉ có tu vi vẫn là quá yếu đến mau chóng tăng lên mới được dựa theo hệ thống giới thiệu bản điều khiển bên trong từng nói tu viên ngoại trừ chính mình tu luyện ở ngoài còn có thể lợi dụng công huân đến trực tiếp tăng lên chỉ cần công huân đạt đến tương ứng tiêu chuẩn tu vi cái kia lan thì sẽ biểu hiện một cái đến thời điểm thẩm thiên hơi suy nghĩ liền có thể trực tiếp tăng lên tu vi vì lẽ đó hiện tại việc cấp bách chính là kiếm lời công huân nghĩ tới đây thẩm thiên giơ tay cắt cho hai vị đội hữu gia trì một ánh hào quang bọn họ trong nháy mắt cảm giác tinh thần gấp trăm lần, thực lực tăng lên dữ dội. Thẩm Thiên, ngươi? Bọn họ đồng thời nhìn phía Thẩm Thiên, đầy mặt kinh ngạc. Có cái gì đi ra ngoài lại nói, hiện tại vết hung thú quan trọng. Mấy người lúc này đang tiến hành một hồi thí luyện. Nơi đây chính là bên trong học viện một chỗ do công nghệ cao cùng nhiều loại năng lực cộng đồng sáng tạo mà thành không gian đặc thù, mỗi tháng chỉ có thể mở ra một lần. Bên trong gặp mô phỏng dị không gian thứ nguyên không ngừng diễn hóa ra một ít hung thú quái vật cùng các học viên tiến hành thực chiến giết địch thí luyện thành tích càng tốt khen thưởng càng nhiều mà này không gian tính đặc thù ở chỗ mặc dù các học viên không cẩn thận ở nơi thí luyện nội thương vong cũng sẽ không ảnh hưởng hiện thực vô cùng thần kỳ lần này là thẩm thiên bọn họ tốt nghiệp trước một lần cuối cùng thí luyện nên thứ thí luyện biểu hiện còn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng tốt nghiệp sát hạch thành tích cho nên đối với mỗi cái học viên tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Ở thẩm thiên dị năng mới hiệu quả gia trì dưới, hai tên đội hữu như hổ như sói bình thường, dần dần dết ra một con đường máu đến. Thẩm thiên điểm cống hiến, cũng ở trà sát sự tăng lên. Đi tới đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo mỹ lệ bóng người. Các nàng lúc này, chính đang đối phó một đầu cự tê hung thú, tự hồ có hơi vất vả. Xem đến nơi này, thẩm thiên nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vã bắt chuyện đội hữu hướng các nàng tới gần. Mà phùng cường hai người đã sớm đem Thẩm Thiên coi là người tâm phúc, vì lẽ đó cũng không có phản đối. Lúc này, tuy rằng Cử Tê đã bị thương nặng, nhưng hai tên học viên nữ cũng chẳng tốt đẹp gì. Quần áo nhiều chỗ đã bị cắt ra, trắng nõn cánh tay cùng trên đùi cũng xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu. Theo Thẩm Thiên mấy người tới gần, hai nữ đầy mặt cảnh giác, "Thẩm Thiên, các ngươi muốn làm gì?" Các nàng cho rằng Thẩm Thiên mấy người là đến cướp hung thú. Bây giờ cử Tê đã là cung dương hết đà, lúc này cướp giết không thể nghi ngờ tối dụng ít sức. Thẩm Thiên đi đến các nàng cách đó không xa, hai vị đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn sượt một hồi các ngươi. Ngươi nói cái gì? Hai nữ nhất thời trừng mắt. A à Phi, nói sai nói sai, ý của ta là xem các ngươi như vậy vất vả, muốn giúp các ngươi một hồi. Thẩm Thiên đầy mặt chân thành mà nhìn hai người. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.